Bay. Đi.
Chúng ta sẽ đến đích mà thôi. Cố lên nha, nên không trời tối ở đây nguy hiểm. Này rừng này nguy hiểm lắm. Bây giờ chúng ta làm sao để vượt qua cái vách núi này? Xung quanh đây chúng ta đi qua là hầu như là không có cái đường nào để bắt buộc phải qua cái này. Mệt lắm rồi. Em, để tin anh không? Tin, giờ là tin có biết theo. Bây giờ anh sẽ leo lên đây trước. Anh leo lên đấy trước và anh sẽ thòng dây cho chú mày lên sau, ok? Nhớ rằng ở đây khu rừng, khu vực này rất là nguy hiểm. Phải cẩn thận đi nhá. Dây lên cẩn thận nhá. Ok. Thank you.
Leo cẩn thận nhá. Vừa đi qua thác cực kỳ lớn ở đây và cứ tiếp tục đi theo hướng hướng tây này là chúng ta sẽ đến nơi, đến một cánh đồng theo như trong bản đồ của ban tổ chức, đúng không? Không tiếc là không có con bì cho nó nhanh hơn. Mắc tại sao lúc mà tập luyện trước khi thi đấu thì nó vẫn khỏe mạnh bình thường mà đến lúc đi thì nó lại không muốn đi đâu. Sao không trách được nó đâu, nó giúp chúng ta bao nhiêu năm rồi. Ừ, năm nay chúng ta tự lực cánh sinh vậy hả? Bạn chắc chắn với sự thông minh của chúng mày thì phải hơn bi chứ. Ok, thì đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại đây. Ngày mai tiếp tục theo hướng tây là chúng ta sẽ đến nơi rồi. Thôi. Thay phần nữa chứ giờ sao? Có nó thì đơn giản, không có thì phức tạp hơn chứ. Nhưng mà anh tin như chúng mày, chúng cũng thông minh, đình đám của chúng mày. Thu gì là không thể, vì không nó biết tam nhân. Được không? Chắc chắn thì đang. Hết nước rồi hả? Cái chưa tăng như thế nào luôn? Em bị út chết mình. Mà đi lấy nước mày. Thôi để em đi lấy nước. Đi. Còn có cứu cái trước chúng ta mình qua. Cái trước mà vừa đi qua vậy, cái sau nữa. Đánh nhiều nước nữa mày. Đưa thịt cuốn. Lâu nhỉ. Kiếm món gì ăn nên tốn ăn luôn rồi. Thank you.
go. Gì mà lại rớt xuống đấy vậy? Hả? Có bị thương ở đâu không? Thưa anh, em mang thuốc xuống cho đúng. Thương lắm, nặng lắm không? À. Như là bị gãy rồi. Bị thương như nào? Bên này tại sao chúng mày lại rớt đây? Lúc nãy em đang ngồi trên thành thì em thấy một cái bóng người nên em giật mình em rớt. Bóng người à? Bóng người. Ở đây mà lại có người sao? Em cũng không không biết, một người mặc áo đen. Áo đen? Ừ. Có lẽ chúng mày bị hoa mắt rồi. Không thấy rõ ràng. Là có người. Không, không cần nói nhiều đâu. Để anh băng bó vết thương lại cho chúng mày rồi chúng ta sẽ lên. Nhìn như trời sắp mưa rồi. Sắp tối rồi. Chỗ này đúng không? Bị thương như thế này cũng thấy có lẽ chúng ta sẽ thôi, không cần nói gì nữa đâu, ta về được đến nhà là được, không năm này thì năm khác.
cách gì tao lại thấy chúng mày lại đi lâu như vậy. Không biết có chuyện gì mà anh cũng không biết là ở đây có lại có người. Ok. Ok chưa? Đỡ đau hơn chưa? Ta lên trên nhá. Ok, đi. Lên cẩn thận chưa? Cẩn thận đi ạ. Cố lên, cố lên em. Để đi em.